Chúng ta xem xét cái bài toán liên quan tới tìm khai triển Taylor đến cấp 4 quanh một của cái hàm F này. Thì thật ra cái bài toán nhìn sơ thì nó có vẻ nó rất là đơn giản, không có vấn đề gì để quan tâm ha. Thì chúng ta cứ tính đạo hàm cấp 1 tại x bất kỳ. Từ đó chúng ta tìm đạo hàm cấp 2 tại x, rồi đạo hàm cấp 3 tại x, rồi đạo hàm cấp 4 tại x. Từ đó chúng ta thay x bằng 1 và chúng ta tìm ra cái đạo hàm đến cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 tại 1 ha. Tuy nhiên làm theo cái hướng này thì chúng ta đối mặt với việc chi phí tính toán và cái đạo mấy cái đạo hàm này nó sẽ dẫn đến cồng kềnh rất là xấu, tính toán rất là lâu ha. Như vậy cái việc xử lý mà không quá khôn khéo thì chúng ta dẫn đến việc tính toán trong cái thời gian rất là lâu, hoặc là chúng ta phải tính toán rất là mệt nhọc nặng nề ha. Ở đây mình sẽ đưa ra một cái ứng xử khá là khéo léo để chúng ta tìm cả khai triển Taylor đến cấp 4 không quá phức tạp ha. Rồi, tất nhiên có những cái cách xử lý khác nhau. Ở đây chúng ta mình sẽ đưa ra một cái hướng tiếp cận là tìm các cái đạo hàm theo cái kiểu truy hồi ha. Rồi, cụ thể làm như sau. Rồi, chúng ta nhớ rằng khai triển Taylor của chúng ta là cái đẳng thức sau ha. Fx khai triển Taylor đến cấp 4 quanh 1. Ta có thể lặp lại câu này ha. Lặp lại câu này. Khai triển Taylor cấp 4 quanh 1 của hàm F. Viết ca, viết hoa nha. Bỏ chữ tìm luôn đi ha. Rồi, chúng ta sẽ chú ý rằng là nó bằng F1 cộng đạo hàm có F tại 1 nhân cho x trừ 1 chia cho 1 chia thừa, bỏ qua luôn ha. Đạo hàm cấp 2 tại 1 nhân cho x trừ 1 mũ 2 trên cho 2 chia thừa. Có thể ghi luôn cho nó thành bộ. Cộng cho đạo hàm cấp 3 tại 1 nhân cho x trừ 1 mũ 3 trên cho 3 chia thừa, cộng cho đạo hàm cấp 4 tại 1 trên cho 4 dây thừa nhân cho x trừ 1 mũ 4. Chúng ta cộng đi phần dư R4x. Rồi lúc chúng ta có thể viết lại cái phần dư này dưới dạng phần dư piano ha. Thì nó chính là thay thế cho nó chính là OX trừ 1 mũ 4. Một cái vô cùng bé cấp cao hơn so với x trừ 1 ha. Mũ 4 khi x đến 1 thì ta sẽ để có được cái khai triển này chúng ta có giá trị hàm F tại 1 nè, các cái đạo hàm cấp 1 đến cấp 4 của hàm F tại 1. Ta dễ dàng thấy được, ta tính toán từ từ ha, ta có F1 dễ dàng tính toán được F1 bằng thay F1 bằng 1 vào thì nó bằng 3 ha. Rồi từ đây là chúng ta suy ra được cái điều thứ hai. Chúng ta nhân hay vế cho, tức là từ đây chúng ta nhân hay vế cho 1 trừ x cộng x bình ha. Chúng ta có được 1 trừ x cộng x bình nhân cho f(x) bằng 1 cộng x bình. Ta lấy đạo hàm hay vế chỗ này đúng với mẫu x. Rồi, thực tập kỹ thuật này. Đạo hàm hay vế ta nhận được 1 trừ 1 cộng 2x nhân cho fx cộng cho 1 trừ x cộng cho x bình phương nhân cho đạo hàm của f tại x thì bằng là 1 cộng 2x. Cái mẫu ý thuộc tập số thực. Ta đánh dấu đây là số 1. Từ 1 chúng ta sẽ suy ra 2x phần 1 vào ha. Thì từ đó chúng ta sẽ tìm ra được đạo hàm của F tại 1 ha.
ta có thể xử lý ha. F tại 1 nè. Cộng cho thấy 1 vào thì nó là đạo hàm của F tại 1 phần 3 nè. Ta nhớ rằng là F tại 1 phần 3 ha. Từ đó anh sẽ suy ra đạo hàm cấp 1 còn F tại 1 thì bằng 0. Ta kiểm tra lại kết quả này trước khi tính toán tiếp ha. Ta đóng khung lại các kết quả mà chúng ta đang mong muốn tìm kiếm đó. Đạo hàm cung tích ha. Rồi, chính xác rồi ha. Tiếp tục từ 1 chúng ta đạo hàm hai vế thay biến x ha. Đạo hàm lại tiếp tục đạo hàm hai vế. Tiếp tục điều thứ ba từ 1 đạo hàm hai vế 1 ta được. Ta đang tìm kiếm đạo hàm cấp 2 ha của hàm F tại 1 hai lần F cộng cho 2x trừ 1 đi. Đạo hàm của F tại 1 ta tỷ. Còn cái phía sau này cũng tương tự như vậy. Trừ 1 cộng 2x. Nhân cho F tỷ. Rồi cộng cho 1 trừ x cộng x bình phương nhân đạo hàm cấp 2 tỷ bằng 2 đúng với mọi x. Được không? Ta biết lùi lại đi. Ta có thể thu gọn luôn nè. 2x trừ 1 nè. Trừ 1 cộng 2x. Thu gọn lại ha. Hai lần fx cộng cho hai lần trừ một cộng hai nhân cho hết tỷ rồi cộng trừ một trừ x cộng x bình nhân đạo hàm cấp 2 có biết tại x bằng 2 với mẫu y thuộc tập sự thật. Ta đánh dấu này là số 2 nha. Số 2 này. Từ 2 chúng ta thay x bằng 1 vào ha. Điểm ta có 2 lần x1 cộng cho hai lần đảo hàm của F tại 1 cộng cho đảo hàm cấp 2 của F tại 1 bằng 2. Chúng ta có đảo hàm cấp cấp 1 của F tại 1 thì nó bằng 0. F đạt giá trị F tại 1 thì bằng 3 ha. Vậy đạo hàm cấp 2 tại 1 thì bằng 2 trừ cho 6 nè, trừ 4 ha. Ta đóng khung lại nhé. Ta phải tốn công tính hai cái đạo hàm nữa mới hoàn tất. Tiếp tục từ 2 ta đạo hàm hai vế nữa ha. Đạo hàm hai vế 2 ta đánh dấu là số 3 thôi. Là nó 3 rồi ha. Cái 4. Ta tìm đạo hàm cấp 3 ha. Đạo hàm. Là đạo hàm ha. Là đạo hàm hai vế ha. Hai vế 2 ha. Là được. Hai lần đạo hàm của F tại 1
cộng 2 lần là 4 lần, 6 lần. 6 lần đảo hàm của đảo hàm F tại 1 cộng cho 2 nhân cho 2 trừ 1 nên đảo hàm gấp 2 của F tại 1 cộng cho đảo hàm này nữa thì ra là 2x trừ 1 nhân đảo hàm cấp 2 nè, 3 lần ha. À, tại 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 x chứ phải tại 1. Rồi, tiếp tục. Cộng cho 1 trừ cho x cộng x bình nhân cho đảo hàm cấp 3 x tỷ bằng 0 với mọi ý thuộc cặp số không. Thật ra các kết quả này chúng ta có thể sử dụng công thức như công thức Leibniz ha, chúng ta có được các kết quả này từ đây, từ 3 nè ta thay x bằng 1 vào ta tìm ra đảo hàm của F tại đảo hàm cấp 3 của F tại 1, 6 đảo hàm của F tại 0 tại đảo hàm cấp 1 của F tại 1 bằng 0 là bằng 3, đảo hàm cấp 2 của F tại 1 trừ 4 cộng cho đảo hàm cấp 2 của F cấp 3 của F tại 1 đây ta suy ra được đảo hàm cấp 3 có mép tại 1 bằng trừ 12. Ta cố gắng một tí xíu nữa ta tìm được đảo hàm cấp 4 có mép tại 1 ta sẽ có được kết quả ở đây là 12 chứ không phải là trừ 12 ha, chuyển vế ha, đảo hàm cấp 3 có mép tại 1 bằng 12. Ta tiếp tục từ 3 ta đảo hàm hai vế lần nữa ta tìm ra được đảo hàm cấp 4 của hàm F tại 1 ha. Ta đánh dấu là số 5 ha. Đảo hàm hai vế 3. Ta được sáu lần đảo hàm cấp 2 của hàm F tỷ cộng thêm 6 lần nữa là 12 lần. Nhớ là chúng ta có thể sử dụng công thức Leibniz để chúng ta có được kết quả nhanh hơn. Cộng 3 lần 2x trừ 1 nhân đảo hàm cấp 3 của hàm F tỷ. Tiếp tục đây thêm lần nữa là 4 lần ha. 4 lần cộng cho 1 trừ x cộng x bình phương nhân cho đảo hàm cấp 4 của hàm F tỷ bằng 0 với mọi ý thuộc tập số thật. Từ đây ta thay x bằng 1 vào ta tìm ra được đảo hàm cấp 4 của hàm F tại 1. Ta lưu ý rằng đây là 12 lần đảo hàm cấp 2 của mét tại 1 tức là bằng trừ 4 cộng cho 4 lần đảo hàm cấp 3 của mét tại 1 là 4 nhân 12 cộng cho đảo hàm cấp 4 của hàm F tại 1 bằng 0. Từ đây ta suy ra được đảo hàm cấp 4 của hàm F tại 1 bằng 0. Rồi, nhìn ta có đầy đủ các kết quả mà chúng ta cần tìm đó. Ta thay vào cái khai chuyển của bên trên, ta ra được kết quả ha. Rồi, F tại 1 bằng 3, đảo hàm cấp 1 tại 1 bằng 0, đảo hàm cấp 2 tại 1 thì nó bằng trừ 4.
Đàm cấp 4 tại 1 bằng 0, đàm cấp 3 tại 1 thì bằng 2. Vậy 2. Tôi viết nhanh kết quả nha. Bằng 3 nè. Đàm cấp 1 bằng 0 nè, đàm cấp 2 bằng trừ 4. Bằng trừ 2 nè. X trừ 1 thì 12 chia 6 là 2 nè, còn 2 x trừ 1 là 3 cộng cho r4x, hoặc là cái mô cùng bé cộng với mô cùng bé cấp cao hơn so với trừ 1 4 y tính tới 1 ha. Và thì chuyển tay lo đến cấp 4 quanh điểm 1 của F là viết bằng F1 bằng 3 đảo hàm tại 1 bằng 0 đảo hàm cấp 2 tại 1 chia 2 dư thừa 4 chia 2 bằng 2 chữ x trừ 1 của 2 cộng với đảo hàm cấp 3 tại 1 bằng 12 chia 3 dư thừa bằng 2 nhân cho x trừ 1 mũ 3 cộng cái phần dư rồi 4 x, hoặc là thay thế nó bằng cái vô cùng bé khi dạng là vô cùng bé cấp cao hơn so với x trừ 1 mũ 4 là khô x trừ 1 mũ 4. Rồi, vậy chúng ta đã tìm ra được hai tiện tay lo của hàm F ha. Chúng ta làm cách trực tiếp, chúng ta tính đạo hàm đến cấp 4 rồi tại x bất kỳ, sau đó thay x1 vào thì nó rất là kinh khủng ha. Chúng ta làm cái kiểu truy hồi như thế này thì nó sẽ tiện hơn. Trong các cái phần tính đạo hàm á, chúng ta có thể dùng công thức Leibniz để chúng ta xử lý sẽ nhanh hơn ha. Chúng ta đã giải quyết xong vấn đề ha.